đây. Chắc nha. Giỏi. Cầm lấy. Đúng rồi. Im nào. Đi nha. Lily. Lily ở đây. Lily. Qua đây con. Qua đây ngồi. Qua đây. Cà cái lia, đi hai cà thôi. Đi nè. Đi nè, con thẳng lên. Đi nè. Hái cà kìa. Cà nó chín rồi. Hôm nay mình hái nhiều cà về ăn nhé. Úi dồi, chín này cà này. Xuống đi đi, xuống đi đi. Đấy, hái đi. Cà. Cái này hư rồi. Cái này hư rồi đi. Cái này hư rồi. Hái kia đi kìa. Đúng rồi, mang đây Ly. Rồi, mang đây. Trời ơi, cảm ơn Ly nhé. Quả này hơi bị ngon này nè. À. Rồi đấy. Đúng rồi, mang đây. Trời. Vào đây. Rồi, cảm ơn. Kia đấy kìa. Đây kìa. Đây Ly, quả đấy xanh. Kìa. Đó, đây nè. Đúng rồi, giỏi. Giỏi. Cảm ơn Ly nha. Đúng rồi, giỏi. Ui giời ơi, vất vả quá. Để bác đi tìm thêm cho nhá. Lily. Nè. To chưa? Wow. Thấy không? Ừ. Này. Đã không? Thì ăn không? Lát về nấu cho ăn nhá. Thôi đi về nào. Đi. Đi về. Này con cầm lại. Cho con trái to nhất đấy. Đi. Cầm kia, cầm lấy. Đúng rồi, đi về nào. Đi. Đi nào Ly. Ly bỏ đi Ly ơi. Bỏ đây nào. Đi nào. Giỏi lắm. Đi không? Đi. Đứng lên. Đi nè. Đi thẳng. Đi thẳng.
Giỏi. Ăn gì đi, dưa kìa. Quả dưa ngon hả? Bắt ở đây, bắt ở đây. Mang lên nào. Nè. Chín chưa? Ừ. Chín chưa? Chín rồi hả? Hả? Chín chưa? Chín rồi hả? Để bắt nhá. Bắt mang về ăn nhá. Wow, à, chín rồi đấy. Này. Thích không? Này nó ăn ngon rồi. Đi về thôi. Đi về thôi Ly ơi. Đi nào, thôi đi về con. Đi về đừng nghỉ nữa, đi về đi. Về thôi. Nào, hầu tí rồi Ly ơi. Hầu tí nào. Xuống đây. Xuống đây. Xuống hầu ba tí. Bỏ cá đi con, bỏ cá đây. Rồi. Cảm ơn nha. Kia đi, lấy kia. Bỏ đây. Rồi. Đúng rồi. Kia đi, lấy kia. Còn một quả to kìa Ly kìa. Lấy quả to kìa kìa. Ly Ly. Kìa kìa. Đúng rồi, bỏ đây con. Bỏ đây. Nào. Úi giời ơi, thôi. Cái kìa. Bỏ đây. Nhanh lên. Giỏi. Lên xe đi. Treo đây nhá. Rồi, ok, đi về thôi. Qua sau đi con. Đúng rồi, bím chặt nào, ôm chặt nào. Ôm chặt đi về nào. Ôm chặt đi về nhá. Rồi, đi về thôi. Đẹp đi cái Ly kìa. Hấp đẹp với Ly kìa. Đã quá ha. Giờ thôi. Đẹp quá. Rồi lên trước đi con. Cắt dưa dưa ly nhé. Cắt dưa dưa ly ăn nhé. Rồi, đi bỏ đây ha. Đi đây ngồi con. Con ăn này nhé. Để rửa cho con nhé. Rửa xong rồi này, cắt cho con ăn nhé. Rồi con ngồi đây, ngồi im đây. Để rửa sạch ăn nhé. Ngồi im đi. Ngồi yên nhé, để ba làm cho ăn nhé.
Cái này để đây ha. Đi nè. Đi lên qua ghế đi con. Ngon không Lê? Ừ? Ngon không? Đây đưa vỏ đây, đưa vỏ đây. Ngon vỏ hả? Cái vỏ nó dai quá hả? Ăn ngon không? Ừ? Để sau ba hái nướng cho con ăn nhé. Đi nhé. Ăn nướng ngon hơn nhỉ, nó bóc được cái vỏ luôn. Thế ăn hơn ha. Để xích lại ăn, để xích lại. Yeah.